Mến chào cô chú anh chị và các bạn ha. Đây những nhìn thấy máy cày khủng long và máy thu hoạch mía. Ôi rồi, nghe nó cả chục tỷ á cô chú bác. Có con cả chục tỷ, có con mười mấy tỷ ha. Đây có chiếc máy cày nó ra nè, nó ra để nó quay đầu lại, quay đầu lại. Nó đi song song với cái máy thu hoạch mía. Chạy vô à, trong đây còn trong đây đợi rồi chạy vô ha. Chạy vô, chạy vô. Đã ghê không? Ồ cái con này con gì ta? Belarus 1025 Turbo. Quá trời bự luôn. Ồ cái quan trọng là con khủng long bên đây nè cô chú bác. Đó, màu xanh. Màu xanh lá cây ha. Rồi bây giờ nó chờ cái con máy cày vô. Để mình nó đi chung với nhau á. Nó là cũng dài dữ vậy. Wow. Nó dài còn luôn. Đó. Bên kia. Không màu xanh. Nó lại nó đi chung đôi với nhau. Các bạn thấy không? Hai con nó phải đi chung mới được. Mỹ ha. Rồi nó cắt cái đọt cây mía. Cắt cái đọt cây mía rồi nó lại cắt lóng luôn. Cắt lóng là nó bỏ vô băng chuyền, bỏ qua xe máy cày luôn. Dữ dàng thì chưa. Nó bị vô dùm lên tí. Để nhớ thử nhớ vô cái đường giữa coi nữa là được không ha. Đường giữa máy cày, máy cày không nghe này. Thôi thử coi nó, tôi chú bác thấy không, nó đi á. Ồ nó đi ngay bon luôn ha. Wow, quá hay thiệt chứ. Tuyệt vời. Nó giải pháp tuyệt vời luôn hả cô chú bác.
thấy không? Quá đẹp, quá đã, quá đẹp, chắc góc. Hay thiệt chứ, công nhận á. Nào, cô chú bác thôi, cho coi cái mía nè. Ăn hết luôn. Ăn hết luôn ha, rất là hay. Ok. Ôi ơi. Lên trên đó rồi nó dòng xuống nữa ha. Chết góc. Này kìa. Mẫu đất nó làm như trò chơi vậy cô chú bác. Mẫu đất cứ như trò chơi ha. À, đầy luôn hả ta? Hình như nên đầy phòng mọt của máy cày luôn kìa. Hay thiệt chứ. Con đe khủng long bò chúa. Ầm ầm luôn. Nó con chim máy cày khác đang đợi. Con này đầy tới kia. Rồi giờ nó quẹo qua nè. Ô con khi đầy về luôn hả? Ôi ôi. Wow. Rồi con khi đầy. Đầy chưa? Như chưa. Mới lưng lưng à. Cô chú bác thấy không? Đã ghê không? Con này nó ve lại chi nữa nè. Dữ dằn ha. Máy cày siêu khủng long Tây Ninh. Cái con này không biết gọi là cái gì cho đúng nữa. 10 tỷ cô chú bác. Lên đó nó cũng giật dữ lắm á. Rồi chú bác thấy không? Đã không? Bây giờ nó vô nữa nè. Ồ, nó vô nó đi nữa. Ôi má ơi. Hay quá ha. Nó hàng bay quá hay luôn. Mía nữa cô chú bác. Wow. Tới tới luôn nè. Wow, hay quá chừng hay luôn. Các bạn khách giữa hai bên á. Ngon ghê ha. Ồ, tính đường hết. Nhìn ra thấy không? À, còn ở đây nè. Chạy tới, chạy tới, chạy tới. Đó, cứ tới tới rồi cô chú bác. Rất là hay luôn ha. Quá đẹp. Quá đẹp, quá đẹp. Đúng không? Đầy rồi đó. Đầy rồi, nó hiện giờ nó ra thôi.
mấy con khi còn lấn tới nữa ta.